You feel safe in here, right? You yes. Kept... I good. Feel very safe in here. Very clean. Yeah. Good rồi, vậy là good rồi. Yeah. Hello, 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 hello. Hello quý vị và các bạn thân mến. Tony chào mừng tất cả mọi người trở lại kênh của Tony nha. Không biết Tony mang cái khẩu trang này Tony nói chuyện các bạn có nghe rõ hay không. Thì các bạn cũng thông cảm nha, tại vì Tony đang ngồi trong tiệm nail cho nên bắt buộc phải đeo khẩu trang. Đó là cái luật. Thì nếu các bạn nghe nhỏ quá thì các bạn bấm cái volume cho nó lớn lớn lên nha. Thì hy vọng đây là một cái video để mà truyền đạt một cái thông tin hữu ích đến cho tất cả những bạn đang làm chủ doanh nghiệp nhỏ giống như là tiệm nail tiệm tóc, để các bạn bớt hoang mang và các bạn biết cái cách để mà chuẩn bị khi mà tiệm mình reopen lại. Tại vì Tony đã reopen lại, và lý do Tony reopen lại trễ một chút xíu là tại vì Tony phải tham khảo với cái state board, điện thoại nói chuyện với state board, tham khảo với cái health department, điện thoại nói chuyện, tham khảo với cái luật city của Houston, tiểu bang Texas. Đó, thì thành ra hy vọng những cái thông tin này, cho dù nó tại là thành phố Houston, tiểu bang Texas, nhưng mà cũng có thể giống, vài điều nó giống như tiểu bang bạn đang sinh sống. Còn những vài điều nào không giống thì các bạn cập nhật lại với tiểu bang của bạn, để bạn điều chỉnh hay là chỉnh sửa gì đó. Nó tóm lại là như vậy đó. Hoặc là các bạn xem cái video này để làm một cái ví dụ, để các bạn có thể chuẩn bị tiệm của các bạn cho nó hoàn chỉnh mà mình reopen lại. Đó, thì nói thật với các bạn thì trong cái rủi nó cũng có cái may. Bây giờ thì coi như là sau khi reopen lại đó, thì cái tiệm nail mình á, nó sạch sẽ, khách hàng của mình nó tuân theo cái lực của tiệm nail mình, nó trả tiền giá cao hơn, nó cho tiền tiếp cao hơn, và tiệm mình nó coi như là nó hoàn chỉnh, nó đâu vào đó, nó ngăn nắp, nó sạch sẽ lắm các bạn. Và có những cái điều rất là đơn giản, không tốn tiền các bạn cũng chuẩn bị được. Mời các bạn theo dõi cái video nha. Nếu bạn nào thấy video này nó hữu ích, bấm like, nhấn nút chia sẻ để cộng đồng Việt Nam của chúng ta trên đất Mỹ này biết. Và những ai chưa đăng ký thì đăng ký nha. Rồi mời các bạn theo dõi cái video. Ok, hello các bạn nha. Thì trước nhất á, là các bạn viết một cái miếng giấy như thế này nè các bạn. Ok, các bạn dán ngay chỗ cái cửa đi ra đi vào. Ok, để cho khách hàng khi mà người ta lại, người ta chuẩn bị kéo cái cửa ra. Tony sorry các bạn là Tony phải che lại cái số điện thoại của tiệm nha, tại vì đây là cái thông tin cá nhân, Tony không muốn để lên trên mạng rồi mất công phiền phức các bạn nha. Thì đó các bạn đâu nè, trước nhất là mình ghi nè ha. Đó, như thế này. Và đây nè, all service by appointment only. Đó các bạn thấy nha. Rồi bắt đầu sau đó, bắt đầu ở dưới này thì các bạn ghi như thế này, thấy chưa? Tất cả phải đeo khẩu trang, ok. Còn nếu không đeo khẩu trang thì có thể mua trong tiệm bán nếu người ta không có, nhưng mà đòi hỏi là phải có khẩu trang trước khi service các bạn nha. Rồi những cái service mình không thể nào làm xem tham được như trước nữa. Thì ngày xưa các bạn biết rồi, nghề nail mình hay làm chân với làm tay cùng một lúc, nhưng mà bây giờ không có cái chuyện đó nữa. Làm từng món một, ok. Làm tay xong rồi qua làm chân, hay là làm chân xong rồi qua làm tay, các bạn thấy đó. Đó thì trước nhất là đây là một cái bảng, các bạn cần phải viết vài chữ để dán ngay cái tiệm. Nó rất là đơn giản các bạn nha. Rồi bên cạnh cái bảng đó thì các bạn cũng ghi, cũng viết một, cũng dán một cái tờ giấy như thế này nè các bạn. Cái tờ giấy này là in ra trong cái trang web của tiểu bang Texas đó các bạn. Đó thấy chưa, đây là cái checklist của người khách hàng tiệm nail. Khi mà người ta vào đây thì người ta trước khi kéo cái cánh cửa ra, người ta phải đọc cái tờ giấy này nè các bạn, coi coi người ta có những cái triệu chứng này không. Đó các bạn thấy không, nếu người ta có những cái triệu chứng này thì người ta phải trở lại ngày khác rồi, hoặc là người ta phải biết cách là phải rửa tay, sanitize hand khi mà đi vào tiệm nail đó, các bạn thấy chưa. Đó thì đây là những cái checklist để cho một người khách hàng khi người ta vào tiệm nail người ta biết. Đó là hai tờ giấy các bạn cần phải dán ngay chỗ cái cửa đi ra đi vào các bạn nhé. Rồi cái việc kế tiếp khi mà khách hàng mới vừa kéo cửa ra bước chân vào tiệm nail,
cái việc đầu tiên người ta phải làm là như thế này nè các bạn. Người ta đứng ngay đây, người ta sanitize cái hand của người ta trước. Ok. Đó, các bạn thấy không? Thì sau khi người ta sanitize hand xong thì người ta phải ký vào một cái tờ giấy nè các bạn. Ký vào một cái tờ giấy nó gọi là customer agreement, ok. Đó. Ngày hôm qua nè, Tony làm một cục luôn nè các bạn. Làm quá trời làm ngày hôm qua nè, một chồng giấy quá trời làm ngày hôm qua khách hàng nè các bạn. Cái này là của ngày hôm qua nè các bạn. 25 tây tháng 5 các bạn thấy nhá. Còn hôm nay nè 26 tây tháng 5 nè các bạn. Tức là ai đi vào đây cũng đều phải ký vào cái tờ giấy này các bạn nhé. Đó. Đây là cái tờ giấy mà khách hàng ký để làm gì? Lý do để làm gì? Lỡ mà có cái chuyện gì thì chính quyền người ta biết được là cái ngày hôm đó mình làm bao nhiêu người, để mà người ta track down á các bạn. Track down á tức là ví dụ nha, giống như bên Việt Nam mà các bạn thường hay nghe người ta nói là một người bị nhiễm thì người ta sẽ tìm hiểu coi cái người bị nhiễm này á, người ta có liên hệ với bao nhiêu người trong thời gian vừa qua hay sao đó các bạn nhé. Thì thành ra cái tờ giấy này nó cũng rất là quan trọng. Với lại người khách hàng người ta biết là người ta vào đây, nếu mà người ta có chuyện gì thì người ta cũng không có mà thưa kiện mình được các bạn nhé. Đó là điều thứ hai khi bước chân vào cửa. Rồi cái điều kế tiếp mà Tony muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn phải có nó gọi là social distance, tức là mỗi một khoảng cách giữa người với người phải ít nhất phải 6 feet các bạn nha. Thì đây nè các bạn, đây là cái quầy tính tiền, đúng không các bạn thấy chưa? Đó, cái quầy tính tiền. Chút xíu nữa Tony sẽ nói về những cái bản size đó, những cái giấy đó nó rất là quan trọng các bạn. Ok, bây giờ mình nói về social distance trước đó các bạn thấy không? Đó, các bạn không cần phải mua quần chi cho nó rồm rà. Các bạn mua đi ra ngoài chợ đồng á, các bạn mua một cuộn thép màu xanh, màu đỏ, màu vàng, cái màu nào mà các bạn thích á, rồi các bạn cắt ra các bạn dán. Từ đó ok, người phía trước đến người phía sau 6 feet đó các bạn thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đây, sau khi mà người ta sanitize hand rồi, người ta sign in xong á các bạn, thì người ta sẽ đi qua bên đây, người ta lựa màu. Lựa màu xong đúng không? Thì cái người kế tiếp đứng sau lưng là phải cách xa nhau 6 feet để chờ lựa màu này các bạn. Đó, thấy chưa? 6 feet. Đó. Rồi nếu mà ai làm bột á thì người ta sẽ đi lại đó lựa màu cũng là 6 feet luôn. Rồi cho đến bên đây 6 feet. Đó các bạn thấy không? Rồi xong. Phần kế tiếp. Cái phần kế tiếp là các bạn nhớ in ra những cái size này nè các bạn. Cho thật là nhiều để dán đầy tiệm. Đây là cái thời buổi mà không phải mình để cái tiệm mình cho đẹp đâu các bạn. Đây là cái thời buổi mà mình phải làm sao để giữ an toàn cho tất cả mọi người. Người thợ, nhất là người thợ, rồi sau đó là người chủ, người khách hàng và cộng đồng. Đó, nó tóm lại là giữ cho everybody. Thành ra cái health department người ta khuyến khích mình nên in ra những cái tờ giấy như thế này nè, những cái dấu hiệu là làm thế nào để mà ngăn ngừa cái bệnh dịch. Đó, các bạn thấy không nè. Đó, cách nhau 6 feet, rồi phải nhảy mũi, phải cover cái mũi lại, cái miệng lại. Rồi mình phải khử trùng, clean up như thế nào. Còn bên đây là những cái triệu chứng mình phải dán thật là nhiều để cho cái tụi health department khi mình nó vào xét á, nó nói cái tiệm thằng này nó là good, là tại vì nó có coi như là đầy đủ các thông tin để cho mọi người đều thấy và mọi người đều coi như là cảnh giác đó các bạn. Nó tốt lại là như vậy đó các bạn thôi nè. Đây là những cái triệu chứng đó, mình in ra mình dán đầy tiệm các bạn nha. Tôi này dán đầy tiệm hết. Bây giờ không phải là thời lúc mà mình giữ cho cái tiệm mình đẹp đâu các bạn. Đây là cái thời lúc mà mình giữ làm sao để mọi người được sức khỏe, an toàn và vệ sinh và khách hàng và nó tóm lại là đừng bị bệnh. Rồi nói vậy đi cho dễ hiểu. Hello các bạn nha. Thì hồi nãy cũng như tôi này đã nói, trong cái rủi nó có cái may các bạn. Bây giờ các bạn làm sướng lắm các bạn. Cái thứ nhất là các bạn phải dẹp hết những cái báo chí để mà cho khách ngồi đợi đó các bạn. Dẹp sạch sẽ hết nha. Rồi những cái ghế ngồi đợi cũng vậy, dẹp sạch sẽ hết. Các bạn chỉ để bên ngoài cửa tiệm mình một hai cái ghế để cho khách ngồi bên ngoài đợi thôi nhé. Còn bên trong là dẹp sạch sẽ hết là điều thứ nhất. Rồi đây, những cái menu các bạn biết không, những cái thực đơn mà các bạn làm chân làm tay gì đó các bạn dẹp sạch sẽ hết. Tại vì không ai được đưa cho khách cầm. Cho nên bây giờ sướng lắm, sau khi mà khách nó vô, nó sanitize hand, nó ký giấy xong, nó đi làm chân, nó lựa màu xong thì bắt đầu nó nhìn lên cái thực đơn này các bạn. Đó, nó nhìn lên cái thực đơn nào. Mình đi ra chợ đồng các bạn mua cái tờ giấy này nè, nó có $1, có 99 cent là các bạn về các bạn viết, các bạn ịn vô tường. Rồi xong các bạn dẹp sạch sẽ hết những cái menu của mình ngày xưa đó các bạn. Bây giờ sướng lắm, bây giờ làm nail nó rất là dễ các bạn. Mình không phải phục vụ giống như xưa,
Và một điều nữa Tony xin nhắc nhở các bạn là các bạn đừng có mà mời người ta nước uống hay thức ăn gì nữa nha. Đó là không được nữa đâu các bạn nha. Đó thấy không? Các bạn cứ viết một cái menu các bạn ịnh lên tường thì mỗi khách hàng người ta nhìn vào đây, người ta nói với mình người ta muốn làm cái chân gì, cái tay gì, thế là xong. Nhớ nha các bạn, đừng mời nước, đừng mời thức ăn gì hết. Tức là bây giờ các bạn để dành được một số tiền nữa, tức là không phải mua nước uống cho khách, không phải mua cái soda cho khách, không phải mua thức ăn cho khách nữa nha các bạn. Còn đây là cái chỗ bàn làm nail nè các bạn, Tony chia sẻ với các bạn luôn. Đây là cái miếng kiến mà chắn ngang giữa người khách và người thợ. Ok, đó các bạn thấy không? Rồi, mỗi một bàn giá các bạn xê dịch ra khoảng 6 feet các bạn nha. Đây là Tony rất là kỹ. Bàn này nè ha, cho đến bàn kia 6 feet, mà chính giữa Tony còn để một cái miếng ngăn nữa nè các bạn, thấy chưa? Tony kỹ đến mức độ đó đó, đó nè. Chính giữa nè, Tony để một miếng ngăn giữa khách và khách, giữa thợ và thợ đó, các bạn thấy không? Đó. Tony kỹ đến mức độ đó đó, tức là mỗi một bàn Tony kéo ra khoảng 6 feet giữa người khách với người khách. Nhưng mà Tony còn có miếng ngăn chính giữa nữa các bạn thấy không? Ở trên này là có một cái miếng mà chắn ngang nữa nè. À, kỹ đến mức độ đó đó các bạn. Để làm gì? Khi mà khách nó vào nó an tâm các bạn nha. Và khi mà CDC, cái Health Department hay là cái State Board nó vào nó xét á, nó cũng rất là an tâm. Là nó nói mình có chuẩn bị, mình có làm đầy đủ các bước mà người ta đưa ra, thành ra nó cũng không có hạch hỏi mình nhiều các bạn nha. You feel safe in here, right? You yes, feel good. I feel very safe in here. Very clean. Yeah. Đó các bạn thấy không? Ok. Cái người khách hàng này á, người ta nói là khi mà người ta vào đây người ta cảm thấy rất là an toàn, tại vì cái sự chuẩn bị của Tony rất là chu đáo các bạn thấy không? Đây là cái miếng kiến giữa khách và thợ ngồi làm chân. Còn bên đây cái miếng kiến ngang hông này đáng lý Tony không cần đâu, nhưng mà Tony cũng cần luôn, là tại vì như thế này, Tony để một người khách ngồi đây cách một cái ghế, rồi Tony mới để một cái ghế nữa đó. Tức là ví dụ nha, bắt đầu nha, từ đây nè các bạn thấy không, từ đây là người khách sẽ ngồi ngay đây, thì cái ghế này nó sẽ empty, nó sẽ trống, rồi sau đó mới tới người khách kia, tức là nó cách nhau 6 feet nè các bạn thấy không, từ đây cho đến bên kia là 6 feet, có một miếng kiến chắn ngang các bạn đâu. Tony kỹ đến mức độ đó đó, có một miếng kiến chắn ngang luôn. Còn cái ghế này Tony để đây là lý do như thế này nè các bạn. Cái Health Department nói nếu người ta hai vợ chồng vào ngồi thì mình không cần phải cách nhau 6 feet nếu hai vợ chồng trong gia đình đó các bạn. Ví dụ nha, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em trong gia đình, nó tóm lại là có dòng máu gia đình đi thì mình không cần phải cách xa nhau 6 feet. Còn nếu mà người dân bạn bè thì phải cách xa nhau 6 feet. Cho nên lý do mà Tony để như thế này nè các bạn, thấy không? Đây, từ đây là một người ngồi, cái ghế này nó sẽ empty, nếu đi hai vợ chồng, cha mẹ, anh em thì Tony mới bỏ vô đây, còn không thì cái người kế bên kia là 6 feet, có một miếng chắn ngang, đó, kỹ đến mức độ đó đó các bạn thấy không? Hello, hello, hello. Ok, bây giờ hôm qua thì có rất là nhiều bạn hỏi Tony là mua cái chai nào để khử trùng, để clean up, hay là nó tóm lại á, xài cái chai nào để mà đủ cái chất lượng của EPA. Thì bây giờ Tony xin chia sẻ luôn nha các bạn nha. Thì đây cái chai thứ nhất mà Tony đang sử dụng đó là cái chai này nè các bạn vào trong Walmart các bạn mua đi, có 3 đồng 99 cent một chai à. Đây là nó có đầy đủ chất lượng của EPA đàng hoàng nha các bạn nha. Đây các bạn nhìn kỹ đi đâu rồi, à đây nè các bạn thấy không, EPA kiểm chứng đàng hoàng các bạn nha. Nó tóm lại thì bây giờ chữ nhỏ quá, Tony đang quay phim Tony không có đọc, thì các bạn mua về các bạn tự đọc đi nha. Đây thì cái chai này nó như thế nào các bạn nhìn kỹ nha, nó kêu 99.9, ok, vi khuẩn và virus, ok, vi trùng và virus, nó tóm lại là như vậy đó. Rồi nó có chất bleach ở trong luôn, thành ra cái chai này các bạn có thể sử dụng để mà chùi rửa bàn, cái này cái kia cái nọ, ok. Rồi còn cái chai này nó từ đâu ra? Cái chai này là Tony được sự tham khảo của cái người Statboard đó các bạn. Các bạn có biết cái chai nước tím mà nó gọi là Barbie Size không? À, cái hiệu này cũng được, hoặc là các bạn mua cái hiệu Barbie Size cũng được. Nè các bạn thấy nhìn cái chữ nha, đây nè thấy chưa, khử trùng diệt phẩn diệt virus, cái này là của EPA kiểm chứng đàng hoàng. Ok, thì khi mà các bạn lấy cái chai bự chản chà bá lửa này nè, nó 50-60 đồng bạc một chai gì đó, nó tóm lại vậy đó. Các bạn đổ vào cái chai nhỏ này, Tony làm exactly theo cái sự hướng dẫn của Statboard mà Tony điện thoại vào nha. Các bạn đổ vào cái chai nhỏ này, các bạn đề cái chữ EPA, thì cái chai nhỏ này các bạn có thể xịt vào những cái ghế spa, tại vì da mà mình phải giữ cho nó kỹ.
đó. Sau khi người khách đứng dậy, người ta đi ra thì các bạn xịt vào cái ghế spa đó đó, vào cái da, vào tay cầm hết, các bạn chùi rửa. Ok, còn cái chai này 3.99 trong qua mạng, cũng là kiểm chứng của EPA luôn. Các bạn xịt vào bàn nail, vào dụng cụ nail, nói tóm lại vào tùm lum tùm la, các bạn muốn xịt, muốn khử trùng chỗ nào đó các bạn khử trùng. Cái này là các bạn cũng khử trùng cái dụng cụ được luôn nha. Thì nó cũng rất là đơn giản các bạn đó. Tony chỉ xài hai cái loại này thôi là đủ tiêu chuẩn rồi các bạn nha. Rồi một lần nữa thì Tony xin chia sẻ với các bạn nhớ in ra những cái bản size này nhiều nhiều các bạn nha. Càng nhiều càng tốt, các bạn dán ở trong tiệm á, để làm chi? Để khi mà khách hàng người ta vào, người ta đọc, người ta biết những cái triệu chứng và những cái cách thức mà người ta coi như là chống lây lan nữa các bạn nhé. Rồi một điều nữa là khi mà cái tụi heo department nó vào hay là stepboard nó vào, nó thấy cái tiệm mình coi như là có cảnh báo, có những cái giấy này cảnh báo khắp cả các nơi trong tiệm, rồi nó sẽ nói là mình là good job, rồi nó sẽ nói mình là có một cái sự phòng bị rất là an toàn cho khách cũng như thợ cũng như chủ, ok, cũng như cộng đồng đó, nói vậy đi. Dạ. Yeah. Hello các bạn, thì sau vài phút Tony chia sẻ với các bạn cái sự chuẩn bị của tiệm Tony của thành phố Houston của tiểu bang Texas, thì các bạn có thể xem cái video này là một cái ví dụ để các bạn đem ra mà so sánh với cái nơi các bạn đang sinh sống, để các bạn có thể chuẩn bị cho tiệm các bạn được an toàn, khách nó cũng vui vẻ và nó sẽ đi truyền đạt cho người khác bằng miệng đó các bạn, tức là đi quảng cáo bằng miệng cho tiệm mình. Và khi mà tụi health department, tụi stepboard vào kiểm tra, nó cũng thấy mình kiểm tra rất là an toàn, coi như là chuẩn bị quá chu đáo, thì nó cũng sẽ lay lắc cho mình các bạn nhé. Thì nói tóm lại thì đây chỉ là một cái video mang tính chất chia sẻ. Nếu bạn cảm thấy mà những cái điều nào nó thích hợp với tiệm bạn thì bạn làm theo, còn nếu không thì các bạn không cần phải làm theo, xem chơi cho vui. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video này. Và một lần nữa thì đây là một cái video Tony đem những cái gì mà trải qua trong cái cuộc sống của mình hàng ngày, Tony chia sẻ lại với các bạn, chứ ngoài ra không có mang tính chất gì hết nha. Rồi nếu bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ cho Tony, còn nếu bạn nào mà thấy cái hữu ích thì bấm nút share để mọi người cùng biết. Và một lần nữa thì ngành nail của mình sẽ sống lại trong một thời gian rất là gần, và mọi người sẽ được cơm no áo ấm, tiền bạc đầy nhà. Ok, rồi chúc tất cả mọi người một ngày an lành và hạnh phúc. Nhớ share cái video nhé các bạn nha. Bye bye.